cô Sướng muốn chết đến được ấy. Tôi âm tính cô Sướng muốn chết đến được ấy. Là được thành phố quan tâm bà con ở chợ này thì quý hóa quá. Chứ các cô cũng mong là được đi kiểm tra này lắm, nhưng mà làm gì có chỗ nào mà đi. Bây giờ được thành phố quan tâm này các cô mừng quá rồi. Ngày 18 tháng 4 năm 2020, không chỉ có tiểu thương Ngô Thị Nụ sung sướng, rất nhiều tiểu thương khác ở chợ Long Biên, thành phố Hà Nội cũng có chung niềm vui. Những hàng ghế được xếp ngay ngắn từ rất sớm, đảm bảo khoảng cách 2 mét. Một chút lo lắng, nhưng tất cả tiểu thương của chợ Long Biên đều rất háo hức chờ đến lượt được cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm bệnh COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây ra. Đó là niềm vui và là rất là mừng. Để khi mà nếu mà ví dụ như mà có biết mình có bị làm sao đó bị bệnh thì là còn có phương hướng để còn chữa, còn hơn là nó để ủ trong bệnh trong người mà không biết thì nó rất là nguy hiểm. Cũng lo lắng chứ, tôi đến đây là cách đây nửa tiếng rồi. Ngay khi nghe được cái xét nghiệm âm tính này là rất mừng, nên là rất cảm ơn nhà nước, cảm ơn chính phủ, cảm ơn tất cả là cơ quan đoàn thể chợ Long Biên này giúp đỡ chúng tôi, quan tâm đến người dân. Kết quả này là rất mừng. Việc lấy mẫu kiểm tra sàng lọc tại chợ Long Biên được thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Không chỉ chợ Long Biên mà hàng loạt chợ đầu mối khác tại Hà Nội như chợ Ngã Tư Sở, chợ đầu mối Hoàng Mai, chợ Hải Sản, chợ Gia Cầm Hà Vĩ cũng sẽ được tổ chức lấy mẫu kiểm tra sàng lọc COVID-19 cho tiểu thương, người lao động trong chợ. Từ sáng sớm, Ban Quản lý chợ Long Biên đã chuẩn bị cơ sở, huy động hàng chục cán bộ an ninh làm công tác bảo vệ, tuyên truyền, hướng dẫn người dân xếp hàng, đo thân nhiệt để vào khu vực lấy mẫu. Chúng tôi cũng đã tập trung tuyên truyền, xây dựng, phát 20.000 khẩu trang toàn bộ trên địa bàn, xây dựng độ 40 các cái biển chỉ dẫn, biển hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ. Và chúng tôi đã tập trung chỉ đạo 15 chốt trên địa bàn để giãn cách toàn bộ những người, các tiểu thương kinh doanh và người lao động. Và qua đó thì chúng tôi cũng đã xét nghiệm, chúng tôi cũng đã tổ chức lấy lý lịch y tế của gần 2.000 người đối với trên địa bàn, trên những hộ kinh doanh và những người lao động tự do. Dự kiến trong ngày 18 tháng 4, tại điểm xét nghiệm chợ Long Biên sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho khoảng 220 người.